tỉnh Quảng Ninh với 22 thành phần dân tộc, trong đó 21 dân tộc thiểu số, chiếm 12,53% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã dành nhiều nguồn lực đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa đồng bộ, thực hiện các đề án bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số và đạt được nhiều kết quả tích cực. Là dân tộc có số dân đông nhất trong các dân tộc thiểu số với gần 70.000 người, cộng đồng người Dao luôn giữ gìn và phát huy tốt bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Qua đó, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, những năm gần đây, thành phố Uông Bí luôn chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có đặc trưng văn hóa của đồng bào Dao Thanh Y tại xã Thượng Yên Công. Từ năm 2015 đến nay, thành phố đã dành nguồn kinh phí hàng trăm triệu đồng phục vụ công tác sưu tầm, bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào, đồng thời thực hiện dự án bảo tồn, truyền dạy nghề thêu thổ cẩm thủ công, hát múa dân ca dân vũ và ẩm thực của đồng bào dân tộc Dao Thanh Y ở xã Thượng Yên Công. Để thực hiện được dự án bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người Dao ở nơi đây, không chỉ cần sự vào cuộc tích cực của đảng bộ, chính quyền địa phương mà còn cần sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đồng bào dân tộc Dao đang sinh sống ở đây. May mắn, trên địa bàn xã Thượng Yên Công hiện còn có những bậc cao niên vẫn còn biết và gìn giữ được những nghề truyền thống của dân tộc Dao. Họ là những người có tình yêu và sự đam mê với văn hóa dân tộc. Họ đã có những đóng góp tích cực cho công tác truyền dạy và bảo tồn văn hóa Dao Thanh Y trên địa bàn. Đối với lại đồng bào dân tộc Dao trên địa bàn xã Thượng Yên Công thì họ tập trung sinh sống ở các thôn như thôn Khe Sú 1, thôn Khe Sú 2, thôn Nam Mẫu 1, thôn Quan Điền Khe Thần. Người Dao Thanh Y trên địa bàn xã Thượng Yên Công hiện nay còn lưu giữ và bảo tồn đó là một số các cái nét văn hóa đặc trưng như là lễ cấp sắc, hội làng hay còn gọi là việc làng. Cái này thường tổ chức theo quý, mỗi quý một lần. Liên quan đến cái phong tục tập quán cưới hỏi thì nó có các cái quy trình, các cái thủ tục cũng rất là đặc trưng. Cái nét văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc Dao nữa trong cái văn hóa ẩm thực đó là còn duy trì được cái món xôi ngũ sắc rồi bánh gù. Ngoài ra thì đối với lại người Dao trên địa bàn xã Thượng Yên Công thì có một cái ngành nghề mang đặc trưng của người Dao nữa, đó là cái nghề thêu thổ cẩm. Thì trên địa bàn xã hiện nay thì một số các cô, các bác, các chú là vẫn duy trì ngành nghề này. Hàng năm thì cũng vẫn có cái chương trình để truyền dạy cho con cháu mình. Năm 2016, xã Thượng Yên Công đã xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại thôn Khe Sú 2 với quy mô vừa là nơi sinh hoạt của bà con, lại vừa là điểm du lịch, nơi bảo tồn và phát huy những bản sắc dân tộc vốn có của xã. Nhà văn hóa cộng đồng là nơi để bà con đến sinh hoạt, hát cho nhau nghe những điệu hát bà dung, hát giao duyên của người Dao. Đây cũng chính là địa điểm mà những bậc cao niên có cơ hội được trao truyền nghề thêu, dệt thổ cẩm của dân tộc Dao Thanh Y cho những người có nhu cầu học và thế hệ trẻ trên địa bàn. Lúc trước thì em chưa biết thêu ạ, nhưng mà nhờ lớp học thêu này thì các bà, các cô, các chị đã dạy em và em đã biết thêu rất là nhiều hoa văn rồi ạ. Em đã hiểu thêm về những phong tục tập quán, những nét đẹp được thêu trên hoa văn này ạ. Trước đây chúng tôi thì tất cả chị em lớn lên đều không ai biết thêu gì cả. Nhờ tất cả các bác, các cô lớn tuổi đi trước thì các bác ấy dạy thêu, mỗi lần mà chị em mà rảnh rỗi thì các bác ấy gọi lên hội trường hoặc tụ tập những nhà bác nào mà biết làm, biết thêu ấy thì là các bác ấy hướng dẫn thêu những cái khăn hoặc là những cái đai thắt lưng và từng cái chữ và cái hình các con chim ở trên những cái áo này thì dần dần chúng tôi mới biết làm.
đến Bình Liêu, dọc theo cung đường biên giới tới xã Đồng Văn, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ ra thanh phán sử dụng trang phục truyền thống của mình khá phổ biến trong sinh hoạt hàng ngày. Đặt chân tới sông Móc, từ cánh đồng đến những tuyến đường nội thôn, đầu đầu cũng là những chiếc mũ đỏ cao nhấp nhô và sắc áo rực rỡ, đặc trưng riêng có của người phụ nữ ra thanh phán. Hình ảnh các cụ bà, các cô gái người Do Thanh Phán ngồi tỉ mẩn với từng đường kim mũi chỉ ngay bên vệ đường, phiến đá, bờ sông là hình ảnh thường thấy khi du khách ghé thăm nếp nhà của người Dao ở đây. Không lớp học, không phải sự truyền dạy một cách bài bản. Chủ yếu, các cô gái Dao sẽ nhìn theo bà, theo mẹ để học. Chưa biết chỗ nào thì hỏi chỗ đó. Những lớp học truyền miệng, cầm tay chỉ việc như thế được duy trì như một thói quen từ đời này qua đời khác một cách gần gũi, thân thuộc. Dường như khi đã cầm cây kim, sợi chỉ, người phụ nữ Dao chỉ còn biết đắm mình trong những mũi thêu, giữ cho tâm hồn lạc quan, vô ưu, tạm gác lại mọi nhọc nhằn, vất vả của cuộc sống. Không hát thì chị thì biết thêu, mẹ dạy biết thêu rồi à. Cái này không dạy không biết đâu. Con áo của người Dao thì có một, chỉ có màu đen. Mới cho hoa vào mới có màu trắng, màu vàng, màu đỏ, màu xanh. Rảnh thì thêu thôi, không dịp nào đâu. Nếu rảnh ai mà ai cũng thêu. Cái này thì cũng không dễ đâu à. 6 tháng mới được một bộ à. Một năm chỉ được 2 bộ thôi. Nét văn hóa ấn tượng của người Dao không chỉ dừng lại ở những nếp nhà hay trang phục mà còn ở những nghi thức, nghi lễ truyền thống. Trong các giá trị văn hóa mà người Dao gìn giữ được thì có nhiều phong tục tập quán vẫn còn mang đậm bản sắc truyền thống như lễ cấp sắc, nhảy lửa, đám cưới và một số nghi lễ liên quan đến vòng đời khác. Đặc biệt trong đó có lễ cấp sắc là một nghi lễ mang đậm truyền thống dân tộc nhất. Trong năm, người Dao có rất nhiều ngày lễ và vai trò của người làm thầy cúng là vô cùng quan trọng. Từ xem ngày làm nhà đến ma trai cưới hỏi đều cần phải có thầy cúng. Trong cộng đồng người Dao đã có rất nhiều bà con nhận thấy tầm quan trọng trong việc bảo tồn và gìn giữ những nghi lễ của dân tộc, nên đã có ý thức tìm hiểu và học hỏi những bậc cao niên trong cộng đồng ngay từ khi còn trẻ. Cho đến nay, dù tuổi đã cao, nhưng họ vẫn miệt mài sưu tầm, ghi chép để tích lũy thêm kinh nghiệm. Bởi vốn văn hóa dân gian của dân tộc vô cùng phong phú, nên không thể học hết trong một sớm một chiều. Theo phong tục tập quán hải Tết hải cúng, có mấy các Tết là thanh Tết mới nè, Tết cũ là Thanh Minh này, thì thế ông già bảo là nếu không họ ma sao thì không ai họ, thì mình bắt buộc thì mình mới học, xong là học là để cúng để ma sao đỡ phải nhờ người khác, xong mình bắt đầu tập dần học từ nhỏ đến lớn, bỏ sức ra học về để giúp bà con giúp bản. Tôi cũng cố gắng duy trì truyền đạt lại các văn hóa dân tộc này để cho bà con cho các cháu đời sau nó để biết không bị mai một đấy. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cuộc sống của người Dao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã và đang có nhiều đổi thay. Cùng với đó, những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Dao đã từng bước được khôi phục và phát triển. Qua đó, giúp cộng đồng người Dao ngày càng tự hào hơn và quyết tâm gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình, góp phần tô điểm thêm cho bức tranh văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.